Xin chào quý vị và các bạn có thấy cái hình nền mình mới vừa tải á, mới vừa cài đặt nè, rất là hấp dẫn đúng không? Bởi vì đây là một cái dạng như là dạng 3D vậy đó, chúng ta có thể di chuyển cái máy thì nó sẽ tự động liên kết với lại cái thiết bị của chúng ta, thì cái hình ảnh nó sẽ di chuyển. Vậy thì làm sao mà có thể thực hiện được và biến cái chiếc điện thoại nó có vẻ hơi nhàm chán với hình nền thành một cái điện thoại mà có hình nền nó hấp dẫn như vậy? Chúng ta hãy cùng xem video nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào CH Play và sẽ download một cái ứng dụng có tên là Hologram. Hologram Background thì hoàn toàn miễn phí, chúng ta có thể download về. Sau khi đã tải về thì ở đây sẽ có rất là nhiều cái chuyên mục cho chúng ta và giao diện cũng khá là dễ dùng, nó giống như là Instagram vậy đó. Ở phần trên sẽ là logo của ứng dụng, rồi sau đó sẽ là thanh để có thể lựa chọn những cái hình ảnh, hình nền. Ngoài ra thì có thể thanh để tìm kiếm, giống như là ở đây nè, mình có thể tự động chọn ra cái mình mong muốn, như là nhân vật mình thích là Naruto chẳng hạn. Đó. Thì mình sẽ tìm được ra những cái hình ảnh mà nó theo dạng đó các bạn, có thấy không? Mình di chuyển á thì nó sẽ di chuyển theo dạng 3D luôn. Và khi mà mình thích cái hình ảnh đó xong rồi á, mình chỉ cần bấm download về. Và hãy nhớ nha, có một số cái hình nền á nó sẽ download là theo dạng tính phí, như ở đây nè, là cái hình nền của Samsung Galaxy Note 8 nè. Thì nó sẽ có một thẻ xanh ở đây, thì đây là tính phí. Còn những cái không có cái đó thì nó sẽ không có tính phí. Mà rất là nhiều lựa chọn, chúng ta có thể thay đổi mỗi ngày luôn, rất là đẹp. Và sau khi tải xong rồi thì chúng ta sẽ đặt vào hình nền. Vậy thì chúng ta đã thực hiện được một cái hình nền đó, các thấy không? Rất là hấp dẫn. Đó, nó di chuyển theo cái cử chỉ và hành động của chiếc điện thoại. Thì đây là một trong những cái ứng dụng khá là hay mà mình thường dùng để đặt cái hình nền trên những chiếc điện thoại Android. Thì rất tiếc là ứng dụng này hiện tại á, là chỉ được sử dụng trên hệ điều hành là Android mà thôi. Nếu các bạn á mà sử dụng những cái Samsung hay là những cái Samsung nè, thì nó sẽ có sẵn cái tính năng này. Đối với những dòng cao cấp như S8, Note 8 thì chúng ta chỉ cần lít vào cái mục gọi là chọn hình ảnh nó sống động hay không thôi. Còn đối với những thiết bị như Xiaomi thì nó sẽ không có tính năng này. Thì chúng ta chỉ có cái ứng dụng là Hologram Background mới có thể thực hiện được. Các bạn nghĩ sao về ứng dụng này? Hãy like và share nếu thấy video thật sự hữu ích nhé. Và hãy share cho bạn bè cùng biết. Và hãy subscribe kênh YouTube của Thủ Mobile để nhận thêm những video mở hộp, đánh giá và trải nghiệm những cái ứng dụng cũng như là những cái thủ thuật mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.